Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay tôi đang ở phường Cải Đan. Vị trí đất ở đây đó chính là ở Sông Công, thành phố Sông Công. Tôi đang đi trên con đường quốc lộ 3 và quý vị có thể thấy được rằng là chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ cho quý vị một cái mảnh đất rất là đẹp, mảnh đất ở ngã ba, và tôi sẽ đi đến cho quý vị cái mảnh đất này để cho quý vị tham khảo, quý vị thấy được cái giá trị của mảnh đất. Trước mặt quý vị đó chính là một cái ngã tư của Sông Công, một đường đi Thái Nguyên, một đường đi Phú Bình và một đường ra thành phố Sông Công. Và tôi sẽ check quay lại để đi đến cái mảnh đất để cho quý vị thấy được là cái mảnh đất nó cách đây khoảng một cây số, nó ngay cái đường quốc lộ 3. Và quý vị thấy ở đây cái lượng lưu thông về đường ở đây nó rất là đông, đúng không ạ? Quý vị thấy được rằng là ở khu này nó là cái khu mà rất là nhiều các nhà máy, khu công nghiệp. Tôi sẽ quay trở lại với một cái đoạn đường khá là gần. Thì ở cái vị trí đường quốc lộ 3 này, thì từ cái vị trí đường quốc lộ 3 này mà vào cái mảnh đất nó rất là gần, nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 150m thôi là chúng ta đã tới cái mảnh đất rất là đẹp rồi. Thực sự với quý vị thì với những cái mảnh đất như vậy thì quý vị cứ có thể là sẽ nghiên cứu là làm nhà nghỉ, làm nhà trọ, làm nhà ở, nhà vườn rất là tốt, rất là phù hợp, đúng không ạ? Xung quanh đây thì nó rất là nhiều tiện ích, gần chợ này, gần thành phố này, rồi thì gần trường học, gần các cái shop house của Danco này. Ui, rất là nhiều các cái tiện ích ở đây. Nói chung là khu vực này cũng là một khu vực khá là sầm uất. Và đây, ở trong cái đường này thì cũng có cả nhà nghỉ, quý vị có thể thấy ở đây, đúng không ạ? Đây, đường này thì riêng về cái mặt đường chúng ta đang đi như này thì chia sẻ với quý vị là nó rơi vào khoảng độ 7m về cái chiều mặt bê tông, hai bên người ta dòng hoa. Tất nhiên là cái vấn đề ở đây thì đường nó cực kỳ rộng, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là những cái cây hoa người ta dòng ở hai bên sườn này thì cảm tưởng là đường nó bé bé, nhưng mà thực ra ô tô tránh nhau bình thường, đúng không ạ? Nó rất là to luôn. Đấy. Và cái mảnh đất thì nằm ngay ở cái nhà văn hóa đây, đúng không ạ? Đây là một bên là nhà văn hóa này, quý vị thấy được rằng là đi vào sâu trong này có cả nhà nghỉ, nhà nghiếc, nhà trọ thì rất là đông rồi. Và mảnh đất nếu mà từ mặt đường kia vào đúng khoảng 100m thôi chứ chưa đến 150m. Và đây chính là cái mảnh đất đó. Và tôi muốn chia sẻ cho quý vị là mảnh đất này là được bao bọc, xây bờ tường hết rồi. Đấy, tôi sẽ đỗ lại để cho quý vị xem. Đây là cái mảnh đất từ cái cổng sắt này, quý vị thấy không ạ? Xây hết bờ tường. Đấy, quý vị thấy chưa? Đây, từ cái mép này này, xây hết vào trong cái bờ tường xung quanh này. Đường ở đây là một cái ngã ba. Đấy, riêng về cái mặt tiền của cái góc ngã ba này thì quý vị thấy được rằng là một bề mặt này nó rơi vào tầm khoảng độ hơn chục mét. Đấy, vào cái bề bên trong này nữa kìa. Đây, ngã ba rất là lớn luôn. Trong này thì nhà nghỉ này, biển nhà nghỉ rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, nhà trọ ở trong này thì rất là nhiều rồi. Đây, ghi bán cả đất đấy này. Quý vị thấy không ạ? Cả những cái khu bờ tường này, đó chính là cái mảnh đất. Một cái chiều này của nó rơi khoảng độ 30m. Đây, rơi vào khoảng 30m. Quý vị thấy không ạ? Cho nên là cái mảnh đất ở ngã ba này nó rất là đẹp. Đấy, như thế này là quý vị cũng đã thấy được rằng là nó giá trị như thế nào. Đây, đến đây. Đấy, ở đây thì nhà trọ, nhà trước người ta rất là đông, đúng không ạ? Đây, nhà trọ này, quý vị nhìn này. Đấy, và tôi sẽ quay lại. Trong này thì rất nhiều nhà trọ.
lùi quay xe sang bên này. Quý vị thấy được rằng là ở một cái ngã ba mà có một cái mảnh đất nó đẹp như thế, đúng không ạ? Đây mảnh đất đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên trong thì cỏ mọc um tùm. Bên trong thì cỏ mọc um tùm. Nhưng mà thực sự thì nó rất là đẹp. Đối với cái giá trị của cái mảnh đất này thì có lẽ rằng là tôi cũng chia sẻ cho quý vị, thì nếu để chúng ta nắm được về cái mảnh đất này thì xin thưa với quý vị là nó có cái diện tích của nó là 440m và nó có 150m là đất thổ cư, còn lại là đất cây lâu năm. Thế thì với cái giá thành của nó hiện tại bây giờ nó rơi vào là gần 4 triệu một mét. Đấy, gần 4 triệu một mét. Mà trong khi đó là gì? Là nó rất là gần đường, quý vị thấy không ạ? Mà chúng ta mua những cái mảnh đất như thế, vài trăm mét như thế, thì chúng ta có thể làm nhà nghỉ, hoặc là làm nhà trọ, hoặc là chúng ta có thể để ở. Rất là tốt, nó rất là tiện đường, đúng không ạ? Đường xá ở đây thì quý vị thấy lại đi 100 mét là đã tới đường rồi. Mà ở dưới này, từ đây xuống cái khu vực sinh thái, tức là bên dưới này này có cái khu gọi là khu sinh thái của Dũng Tân. Người ta mùa hè thì có bể bơi, bể biếc, người ta tắm rửa, rồi thì vãng cảnh ở đấy rất là phù hợp, rất là đẹp. Đấy, tôi có thể chia sẻ cho quý vị đi xuống dưới đấy một chút để cho quý vị thấy được rằng là cái mảnh đất này nó rất là đẹp, thật sự là nó khá là nhiều tiện ích, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái giá trị, đúng không ạ? Mảnh đất đấy mà chúng ta đầu tư cũng rất là tốt, bởi vì là